Tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi trở lại phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, trong cái phần 2 của chương trình, tôi xin tiếp tục thưa chuyện với quý vị về bài diễn văn của ông Nguyễn Tấn Dũng, cũng như những phản ứng ở tại Việt Nam, đặc biệt là các cuộc biểu tình của người dân chống Trung Quốc đã diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 6 vừa rồi. Thưa quý vị, trong cái bài diễn văn của ông Nguyễn Tấn Dũng còn có một thêm một câu mà cho rằng là đã ám chỉ về phía Trung Quốc. Tôi xin đọc nguyên văn để hầu quý vị. Việt Nam luôn luôn khao khát hòa bình và mong muốn đóng góp vào việc củng cố hòa bình, tăng cường hữu nghị, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Để có một nền hòa bình thực sự và bền vững, thì độc lập, chủ quyền của các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, cần phải được tôn trọng. Những khác biệt về lợi ích, văn hóa cần được đối thoại, cởi mở trên tinh thần xây dựng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Thưa quý vị, ông Nguyễn Tấn Dũng còn nói thêm một đoạn như sau. Chúng ta không quên nhưng cần khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Với truyền thống hòa hiếu, Việt Nam luôn luôn muốn cùng các nước xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, phát triển trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Thưa quý vị, khi nhắc đến chữ cùng có lợi, thì tôi lại chợt nhớ đến lời tuyên bố của ông Đặng Tiểu Bình khi phái đoàn của Việt Nam sang thương thuyết để tái lập lại bang giao, thưa quý vị, năm 1992. Thì khi đó, ông Đặng Tiểu Bình cũng đã đặt vấn đề là vấn đề ở Biển Đông chúng ta cũng còn nhiều khó khăn, nhưng mà đó là do lịch sử để lại. Vậy tại sao hai nước không hợp tác với nhau để cùng khai thác, cùng có lợi trên Biển Đông? Cái điều này đã được chứng minh cụ thể vào năm 2011 khi mà ông Nguyễn Phú Trọng sau khi đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã vội vã sang Trung Quốc và hội đàm với nhà cầm quyền Trung Quốc. Và tại đó, nguyên tắc ứng xử trên Biển Đông giữa hai quốc gia đã được đồng ý với nhau giữa ông Hồ Cẩm Đào và ông Nguyễn Phú Trọng. Cái thỏa hiệp 6 điểm đó có một cái điểm rất quan trọng là hai nước cùng hợp tác và cùng khai thác trên Biển Đông. Vì vậy, cho đến bây giờ, phía ông Tập Cận Bình, lãnh tụ mới của Trung Quốc, vẫn tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phải tôn trọng những điều đã ký kết với Trung Quốc. Cho đến giờ này, Trung Quốc vẫn muốn hợp tác tìm kiếm dầu hỏa với Việt Nam. Mặc dù vậy, Trung Quốc đã đưa những cái thuyền, những cái tàu để mà tìm kiếm thăm dò dầu khí bên trong lãnh hải của Việt Nam. Thậm chí, họ đã gọi đấu thầu chính khu vực tìm kiếm dầu hỏa giữa Trường Sa và tỉnh Khánh Hòa, trên ngay trên khu vực mà Việt Nam đã kêu gọi quốc tế đấu thầu, không chờ đợi đến cái sự thỏa hiệp mà giữa ông Hồ Cẩm Đào và ông Nguyễn Phú Trọng được thực hiện. Đấy là một cái sự xâm lăng trắng trợn về vấn đề chủ quyền của Việt Nam về phía Trung Quốc. Thưa quý vị, về vấn đề ngoại giao thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng nói là Việt Nam, cái đường lối nhất quán của Việt Nam bất di bất dịch là đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Ông cũng nói lại một lần nữa là chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ. Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác. Thưa quý vị, cái chính sách quốc phòng của Việt Nam, cái điều đó không có gì mới lạ, đã được đưa ra cách đây vài năm, thưa quý vị. Ngoài ra, trong cái lời tuyên bố ở tại Tân Sa Pa, các quan sát viên còn chú ý đến một khía cạnh khác, đó là lời tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng nguyên văn như sau. Mọi người chúng ta đều hiểu nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột quân sự, nhìn tổng thể thì sẽ không có kẻ thắng người thua, mà tất cả cùng thua. Vì vậy, cần khẳng định rằng cùng nhau xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược hòa bình, hợp tác quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thưa quý vị, đây là cái chính sách đối với Biển Đông, chính sách ngoại giao về Biển Đông được ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra, tôi cho rằng là chi tiết nhất và rõ ràng nhất từ trước đến nay. Điều đó cũng được xác nhận
bởi ông Thứ trưởng Quốc phòng của Việt Nam là ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người đi theo ông Nguyễn Tấn Dũng đến Tân Gia Bạc. Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí bên Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh nói như sau. Đây là chính sách nhất quán của nhà nước ta từ trước đến nay. Nhưng Thủ tướng phát biểu trong bối cảnh cụ thể, đưa ra những giải pháp rất cụ thể để thấy rằng chúng ta không chỉ nói mà sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực, đồng thời khẳng định làm hết sức mình để bảo vệ độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ đất nước ta. Thưa quý vị, cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Chí Vịnh không có cái gì mới lạ. Việt Nam từ trước đến giờ vẫn tuyên bố là sẽ làm hết sức mình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, trên thực tế, Hải quân Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam không có bất cứ một phản ứng nào khi mà Trung Quốc đàn áp ngư dân Việt Nam, khi mà Trung Quốc đưa tàu chiến xâm nhập thẳng vào trong khu vực biển của Đà Nẵng trong cái thời gian gần đây. Điều đó khiến cho một số tướng lãnh của Cộng sản Việt Nam hết sức lo ngại và đã cảnh giác là không để tái diễn cái tình trạng đó. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong thực tế thì Việt Nam không có đủ khả năng để bảo vệ ngư dân. Cho đến giờ này, Việt Nam chỉ nói miệng. Việt Nam nói rằng sẽ sẵn sàng đưa các tàu được gọi là cảnh sát biển đi bảo vệ ngư dân. Nhưng mà Việt Nam không có làm được cái điều đó. Và bằng chứng cụ thể là các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đã tiếp tục bị đàn áp, đã tiếp tục bị khống chế và đã tiếp tục bị bắn chìm, đâm chìm trong đêm tối. Đó là một cái thực tế xảy ra, chứng minh rằng Việt Nam chỉ nói miệng và không có hành động để bảo vệ ngư dân trên Biển Đông. Thưa quý vị, tất cả những cái biến cố này đã diễn ra trong cái bối cảnh vào ngày Chủ nhật vừa qua, thưa quý vị, vào mùng 2 tháng 6, tại Hà Nội và Sài Gòn đã có những cái cuộc biểu tình, đặc biệt tại Hà Nội. Thưa quý vị, riêng tại Sài Gòn thì công an Cộng sản đã bao vây và đã đưa người đến từ sáng sớm để ngăn chặn tất cả những cái manh nha của thanh niên cũng như của trí thức chuẩn bị biểu tình ở khu vực nhà thờ Đức Bà trước Dinh Độc Lập cũ. Cái cuộc biểu tình ở Sài Gòn vì vậy đã không diễn ra. Tuy nhiên, tại Hà Nội, vào trên 200 người đã quy tụ ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội để phát động một cuộc biểu tình. Nhưng mà chỉ 20 phút sau, công an chìm và nổi đã bao vây người biểu tình và đã đàn áp dã man, bắt hầu hết mọi người biểu tình, đưa về trại được gọi là phục hồi nhân phẩm Lộc Hà để mà điều tra cũng như là để ngăn chặn tất cả cuộc biểu tình trong đó. Tuy nhiên, quý vị đã thấy các hình ảnh từ Việt Nam truyền đi của các nhà báo tự do cho thấy là những người dân Việt Nam bất chấp tất cả những cái sự đàn áp khủng bố, đe dọa của công an. Thưa quý vị, người dân Việt Nam vẫn tiếp tục chống đối mọi âm mưu chiếm đóng biển đảo của Việt Nam về phía Trung Quốc. Cái việc này đã xảy ra sau khi nhà cầm quyền Hà Nội đã đồng ý với Trung Quốc, cũng là cái người mà đã đồng ý với Trung Quốc không ai khác hơn, thưa quý vị, là ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh mà tôi đã thư chuyện với quý vị. Cách đây hơn một năm, khi ông sang Bắc Kinh và đã thỏa thuận với Trung Quốc là sẽ tăng cường áp lực và sẽ đàn áp và sẽ ngăn chặn tất cả những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn. Và điều đó đã xảy ra sau khi chuyến đi của ông Nguyễn Chí Vịnh. Giờ đây, sau 12 cuộc biểu tình từ Sài Gòn ra Hà Nội năm 2011 và 2012, và cuộc biểu tình mới nhất trong năm 2013 mới diễn ra vào ngày 2 tháng 6 vừa rồi, đã chứng tỏ một cách rõ rệt là nhà cầm quyền Việt Nam đã lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc và đã rất sợ hãi, không dám cho người dân phản ứng, mặc dù tất cả những hành động của người dân đều là những hành động yêu nước, muốn bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Thưa quý vị, tại Quốc hội trong cái khóa họp vừa rồi, cách đây một vài ngày, thưa quý vị, một số đại biểu Quốc hội đã lên tiếng than phiền chính quyền Việt Nam đã không có bất cứ một cái biện pháp nào để bảo vệ ngư dân, cũng như không có những cái kế hoạch để bảo vệ biển đảo, mặc dù phía Trung Cộng đã gia tăng áp lực một cách càng ngày càng rõ rệt, càng ngày càng đến gần bờ biển Việt Nam. Một trong những người đã báo động cái tình trạng bị ảnh hưởng của Trung Cộng không ai khác hơn, thưa quý vị, là ông đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa. Ông này nói rằng mối quan tâm không chỉ về việc nền kinh tế của Việt Nam đã và đang chỉ lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc với tốc độ, quy mô và tính chất đáng báo động. Thưa quý vị, ngoài vấn đề ngư dân bị đàn áp tại Biển Đông, ông Trương Trọng Nghĩa còn báo động về cái sự lệ thuộc nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc. Ông Trương Trọng Nghĩa nói rằng
Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc 16 tỷ đô la và đấy là một cái sự đe dọa rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.